Trong những ngày qua, người dân lưu thông trên tuyến đường mùng 1 tháng 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, phản ánh có một khối lượng lớn vật liệu xây dựng tràn ra đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong khi đó, trên đường Lý Công Uẩn, bà con mong muốn công trình sớm hoàn thiện việc sửa chữa tuyến đường để người dân ổn định kinh doanh. Những viên sỏi đổ ra đường như một cái bẫy. Nếu không cẩn thận, người tham gia giao thông có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Trên đường mùng 1 tháng 5 có một khối lượng lớn vật liệu xây dựng đang tràn lan trên mặt đường. Việc này đã kéo dài khoảng 5 ngày nay. Việc chưa giải quyết dứt điểm vấn đề này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Theo người dân nơi đây cho biết, liên tục trong những ngày vừa qua, các xe tải chở bê tông tươi xây dựng đi qua khu vực này đã làm vương vãi đá xây dựng ra đường. Tình trạng này đã kéo dài từ lâu nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông đấy. Cũng đề nghị cái sở giao thông cũng chính những người là quản lý cái nhà có trách nhiệm cái việc này là phải chấn chỉnh ngay, không để tình trạng này kéo dài được. Tại đường Lý Công Uẩn đang được đầu tư xây dựng lại hệ thống thoát nước và hạ ngầm các viễn thông. Theo phản ánh của người dân, việc sửa chữa không được tiến hành dứt điểm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và kinh doanh của nhiều gia đình. Tuyến đường này bây giờ đang thi công thì chúng tôi kinh doanh thì nó cũng có hơi những cái điều là không được thuận lợi. Không thuận lợi là nói chung là khách hàng người ta bất tiện lắm, người ta không vào mua hàng của chúng tôi. Rất là mong muốn cho các cái công trình thi công được nhanh chóng để chúng tôi kinh doanh được thuận lợi. Trước những phản ánh của người dân, cơ quan có trách nhiệm cần có giải pháp khắc phục kịp thời để ổn định đời sống cho nhân dân.